Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay đó là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 21 Tây tháng 7 năm 2021 Ở Việt Nam bây giờ đã là ngày thứ năm rồi, ngày 22 Tây tháng 7 Thì ngày hôm nay đó cái sự kiện mà lớn nhất đó chính là cái hội nghị b World Mà chúng ta đã chờ đợi là cả tháng nay rồi Thì đây là một cái hội nghị được tổ chức bởi Jack Dorsey Jack Dorsey chính là CEO của công ty Twitter và cũng là công ty Square thì người này là người đã tổ chức cái hội nghị này và được mời tới là rất là nhiều người nổi tiếng trong đó đương nhiên chúng ta có những người như là Elon Musk đương nhiên các bạn cũng đã biết Elon Musk là CEO của công ty SpaceX và Tesla và Cathie Wood của Ark cái người mà ở trên góc bên tay trái các bạn nhìn thấy trên màn hình đó đây là người dẫn chương trình cho nên chúng ta sẽ không nghe nhiều đến từ người đó mà chúng ta chủ yếu trong cái hội nghị này đó thường không có thời gian để mà xem hết tất cả tại vì cả ngày lận nhưng mà một trong những cuộc đàm thoại mà rất nhiều người quan tâm đến đó chính là cái cuộc nói chuyện giữa Katy Wood, Jack Dorsey và Elon Musk và cuộc nói chuyện này là khoảng chừng là một tiếng 10 phút và thường muốn làm một cái video tóm tắt lại những gì để được chia sẻ tại bây giờ nhiều người quan tâm đến những lời phát biểu của Elon Musk thường cũng đã lưu lại ở trên máy vi tính những cái điều thường cần chia sẻ với các bạn thì Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này đó hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì trở lại với lại cái cuộc hội nghị ngày, ngày hôm nay đó thì các bạn thấy được là chủ yếu là những cái lời phát biểu của ba người này đó của Elon Musk, của Cathie Wood và của Jack Dorsey là xây quanh những câu hỏi liên quan tới nghĩ gì về Bitcoin hiện giờ và nghĩ gì về, về Bitcoin tương lai Đây là cái sự tóm tắt mình thường muốn chia sẻ với cái các bạn đó Thì mọi người đã nghe nhiều đến từ katy Wood và Jack Dorsey rồi Hai người này là hai người mà rất là ủng hộ Bitcoin Các bạn thấy là Jack Dorsey là một người mà gần đây đã muốn thành lập thêm một công ty để mà hỗ trợ sự phát triển của Bitcoin katy Wood là một người mà đầu tư rất nhiều vào trong thị trường crypto này cũng như là một trong những cái người mà sở hữu rất nhiều cổ phiếu của công ty Tesla, Ark Invest uh, Thuận nhớ là top 20 của những cổ đông lớn nhất của công ty Tesla hiện bây giờ. thì uh, mọi người đều biết Kathy Wood và Jack Dorsey nói những gì liên quan đến Bitcoin, cho nên mọi người đó uh, bây giờ đều quan tâm đến là Elon Musk sẽ nói những gì. tại vì gần đây các bạn thấy được là mấy tháng qua, thì cái lúc Elon nói này, cái lúc Elon nói kia, thì hôm nay đó uh, Elon Musk nói những gì. thì uh, thời gian mà nói đó ngày hôm nay uh, Elon Musk thường cảm thấy là Cũng rất cố gắng để mà chuyên đạt cái uh, thông điệp là Elon Musk một người mà ủng hộ thị trường này, thì uh, các bạn thấy được là Elon Musk cho biết trước hết là rất là hiểu về cái mạng lưới ngân hàng hiện bây giờ là rất là chậm có nghĩa là cái sự cần thiết đến từ tiền crypto đó là rất là quan trọng và Elon Musk thì chia sẻ đó là bản thân mình lưu trữ bitcoin công ty Tesla cũng lưu trữ bitcoin và công ty SpaceX cũng lưu trữ bitcoin thì một chuyến điều mà thường cảm thấy thú vị ở đây đó đó chính là chúng ta biết là công ty Tesla lưu trữ bitcoin điều chúng ta đã biết trước đây và Elon Musk cũng đã nói là lưu trữ Bitcoin chúng ta cũng biết trước đây. Cái mà chúng ta không biết cho đến ngày hôm nay mà được uh, chứng nhận bởi Elon Musk đó chính là công ty SpaceX cũng là một công ty mà Elon Musk là CEO thì công ty SpaceX cũng lưu trữ Bitcoin hiện bây giờ. Đương nhiên công ty SpaceX là một công ty là công ty là bây giờ không phải là công ty lên sàn cho nên sẽ không có những cái thông tin chính thức. Nhưng mà hôm nay Elon Musk đã xác nhận là SpaceX cũng lưu trữ Bitcoin. Và về cái phương diện đó là ngân hàng rất là chậm. Thì cái mà chúng ta cần phải hiểu ở đây đó, mỗi lần các bạn siêu chuyển thẻ tín dụng các bạn cảm thấy là rất nhanh. Các bạn gửi tiền từ tài khoản này qua tài khoản kia các bạn cảm thấy là cái phí rất thấp, thậm chí là không có phí và rất là nhanh. Nhưng mà cái các bạn cần phải suy nghĩ đến là cái sự khác biệt giữa cái việc các bạn gửi Bitcoin và cái việc các bạn gửi tiền thông qua ngân hàng. Khi mà các bạn gửi thông qua ngân hàng đó, khi mà các bạn vào ngân hàng để mà lấy các bạn mới biết được là tiền vẫn chưa có đến. Cái các bạn thấy chỉ là những con số trên màn hình mà thôi. Giống như là các bạn lấy một cái check đi các bạn dư ngân hàng để mà gửi cái check đó thì sau đó các bạn nói là các bạn muốn lấy tất cả tiền ra từ cái check đó thì có ngân hàng sẽ không đưa cho các bạn nếu như mà ngân hàng các bạn không đủ tiền để mà đảm bảo cái check đó tại vì sao tại vì tiền vẫn chưa về ngân hàng các bạn gửi tiền cũng gì khi mà các bạn sử dụng những công ty gửi tiền đó mà gửi tiền trực tiếp như là thông qua những công ty như là Western Union các bạn mới biết được là phí cao như thế nào và tốn bao nhiêu thời gian mỗi lần các bạn cần phải gửi wire từ nước này qua nước kia Các bạn gọi số lượng lớn các bạn sẽ hiểu được là chậm như thế nào Đây là điều được nói tới bởi Elon Musk Và như được thường đã chia sẻ đó Elon Musk nói là bản thân cũng lưu trữ Bitcoin Nhưng mà một điều thú vị đây đó là Elon Musk nói là mình không phải là một người đầu tư Nhưng mà bản thân của Elon Musk đó, thì lưu trữ cổ phần đương nhiên là lưu trữ cổ phần của công ty Tesla Lưu trữ cổ phần của công ty SpaceX Nhưng mà ngoại trừ hai công ty này ra đó Thì bản thân của Elon Musk lưu trữ Bitcoin, Ethereum và Dogecoin đây là năm cái loại tài sản mà Elon Musk đang lưu trữ hiện tại thì các bạn thấy được là năm loại tài sản này cũng đủ thấy là Elon Musk nghĩ gì về thị crypto và quan trọng như thế nào thì các bạn thấy được là Elon Musk lưu trữ Bitcoin chúng ta cũng đã biết cái mà chúng ta nghe nói tới ngày hôm nay đó là Elon Musk một lần nữa đã chứng nhận là mình lưu trữ đồng Doge thì uh, chúng ta cũng đã biết là Elon Musk sẽ lưu trữ đồng Doge chứ không biết là bao nhiêu mà thôi nhưng mà cái thú vị đó chính là Ethereum hôm nay thực ra là lần đầu tiên mà thuận nghe Elon Musk chia sẻ về Temium và cái sự tin tưởng vào thị trường DeFi, thị trường tài chính phi tập trung. Đương nhiên các bạn thì được là các bạn đầu tư Temium thì ít nhiều gì các bạn cũng phải có cái lòng tin vào thị trường DeFi tại vì bây giờ DeFi là một trong những cái ứng dụng phát triển mạnh mẽ nhất ở trên mạng lưới của Temium Thì Elon Musk nói là cũng lưu trữ đồng Temium Đồng đô thì các bạn không biết là không phải là một người mà lưu trữ đồng đô nhưng mà có đầu tư vào Bitcoin và Temium đây là hai đồng thì số mà thường lưu trữ rất là nhiều tính theo phần trăm thì các bạn thấy được là đồng đô không có lưu trữ nhưng mà nếu như đồng đô tới một cái mức giá nào đó mà thường cảm thấy là thích hợp thì chắc thường cũng phải là nạp một phần để sau này khi mà đồng đô được pump lên từ những cái tỷ phú thì thường cũng có thể chung vui với các bạn bản thân thường bây giờ thì không có lưu trữ đồng đô chỉ lưu trữ bitcoin ethereum những đồng mà các bạn cũng đã biết như là cardano và bnb thì Elon Musk cũng nói là bản thân Elon Musk thì vẫn chưa bán bất cứ một loại tiền kỹ thuật số nào. Công ty Tesla đó thì chúng ta cũng đã biết là công ty Tesla đã bán 10% Bitcoin trước đây nhưng mà công ty Tesla mua tới 1,5 tỷ lần và cái lúc bán đó là cái thời điểm là thống kê quý 1 của năm 2021 này và Elon Musk nói công ty bán để kiểm tra coi tính thanh khoản như thế nào. Nhưng mà sau đó thì Elon Musk chứng nhận ngày hôm nay là công ty Tesla không có bán và SpaceX cũng vậy, SpaceX từ khi mua tới bây giờ cũng không có bán và bản thân của Elon Musk đó, đối với là ba cái loại tiền kỹ số, Bitcoin, Ethereum và Dogecoin thì cái đồng mà Elon Musk lưu trữ nhiều nhất, nhiều hơn hai đồng kia, con số lớn đó đó chính là đồng Bitcoin. Cho nên mỗi lần mà đồng Bitcoin mà xuống giá đó thì bản thân Elon Musk tài sản cũng bị đi xuống theo. Cho nên Elon Musk nói đây đó là đừng có nghe những ai nói là Elon Musk cố tình tung những cái thông tin để pump để mà đâm cái số đồng đó lên trên mọi người tại vì Elon Musk bản thân là vẫn chưa bán đồng nào và có lòng tin lâu dài và đối với tương lai của Bitcoin đó thì cũng có một cái sự tin tưởng cho nên mới lưu trữ như vậy và những gì mà Elon Musk phát biểu đó là không phải chỉ đơn giản à, là để đẩy giá Bitcoin xuống tại vì bản thân sẽ cũng bị ảnh hưởng chung cái chúng ta không biết được là Elon Musk lưu trữ bao nhiêu Bitcoin và cái đó là phần trăm bao nhiêu của tài sản mà thôi Có thể nhiều người nghĩ là nếu như Elon Musk lưu trữ con số có thể là không có nhiều lắm thì đối với lại cái tài sản khổng lồ của Elon Musk thì cũng không có nhiều cái sự ảnh hưởng Chúng ta chỉ không biết là Elon Musk lưu trữ là bao nhiêu mà thôi Thì nói tới đây đó chúng ta sẽ nói tới một số những cái điều mà thường cũng đã nghe được ngày hôm nay đến từ Elon Musk là Elon Musk cũng hiểu là mạng lưu Bitcoin đó những điều mà elon musk nói là bây giờ đó thì đương nhiên elon musk nói là bitcoin chậm và cái phí cũng cao nhưng mà elon musk cũng có một cái sự hiểu biết liên quan tới những cái giải pháp tầng hai của bitcoin như là các bạn lưới land network và biết là những mạng lưới này vẫn đang phát triển rất là mạnh mẽ và elements cũng nói là sau này có thể là nhiều người sẽ sử dụng những cái sàn giao dịch để mà di chuyển hơn thì cái phí nó còn lại thấp hơn và còn lại nhanh hơn nữa tại vì những cái sàn giao dịch sẽ là những người trung gian đương nhiên elements nói là tốt nhất là mọi người nên tự lưu trữ cái khóa cá nhân của mình tại vì để tránh những rủi ro khi mà lưu trữ quá nhiều tiền trên những cái sàn giao dịch tại vì những điều các bạn không quản lý được như là bị hack hay là bị một vấn đề gì đó sẽ làm ảnh hưởng đến tài sản của bạn ở trên sàn cho nên tốt nhất là tự lưu trữ khóa cá nhân. Đây cũng là điều được nói tới bởi Elon Musk ngày hôm nay. Thì kế tiếp đó là Elon Musk uh, trả lời những câu hỏi liên quan đến uh, những lời phát biểu là đào Bitcoin nó tốn quá nhiều năng lượng và những năng lượng được sử dụng ra là những năng lượng không có sạch những năng lượng dơ. Thì uh, Elon Musk nói, đối với Elon Musk tuy là tin tưởng Bitcoin thì đối với Elon Musk uh, Elon Musk tin tưởng Bitcoin nhưng mà Bitcoin nó cần phải tiếp tục đào với nhiều năng lượng xanh, năng lượng tái tạo hơn nhưng mà cũng hiểu đây là cái xu hướng của Bitcoin nghĩa là Bitcoin vẫn tiếp tục tiến về cái xu hướng là sẽ sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn và Tesla đã có cơ hội cao là sẽ chấp nhận thanh toán lại Bitcoin nhưng mà công ty Tesla phải kiểm chứng là Bitcoin sử dụng ít nhất là 50% năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và lên Musk tin điều này sẽ là sự thật tại vì trong tương lai năng lượng tái tạo, năng lượng xanh sẽ rẻ hơn là những năng lượng mà chúng ta sử dụng than đá hiện tại thì những năng lượng mà Elon Musk đề cập tới là năng lượng chúng ta sử dụng bằng năng lượng mặt trời, năng lượng sử dụng bằng thủy điện hay là năng lượng thủy lực hay là chúng ta nói tới thậm chí là năng lượng gió hay là năng lượng sử dụng từ những cái nơi mà chế tạo nguyên tử, đây cũng là những nguồn năng lượng mà có thể sử dụng để mà đào Bitcoin sau này. Và khi mà công ty Tesla biết được là Bitcoin đã đào có năng lượng xanh ít nhất 5% thì sẽ chấp nhận thanh toán lại và Elon Musk tin tưởng đây là một cái điều rất là khả thi, cơ hội cao là sẽ chấp nhận lại và Elon Musk cũng nói thêm là không phải là công ty Tesla cần phải thấy là Bitcoin đã hoàn toàn đào sử dụng năng lượng sạch mà chỉ cần Bitcoin và cộng đồng đào đó là có cái xu hướng là tiến về cái hướng năng lượng sạch và ít nhất là sử dụng cái phần là 50% trở lên thì đã đủ rồi tại vì công ty Tesla là một công ty chế tạo những cái xe điện và một trong những cái tiêu chí của công ty Tesla là làm sao để cho bảo vệ môi trường và sản xuất điện thì không thể nào mà chấp nhận Bitcoin như vậy được cho nên Bitcoin cần phải tiến tới năng lượng xanh nhưng mà đây cũng là điều mà đang xảy ra. Nhưng mà một điều thú vị đây đó là Elon Musk lại chuyển ngược lại vào hỏi Jack Dorsey. Jack Dorsey là CEO của công ty Twitter và công ty Square thì Elon Musk lại hỏi là Jack Dorsey tại sao mà ông ủng hộ Bitcoin nhưng mà lại không chấp nhận thanh toán Bitcoin. Đương nhiên các bạn biết được là ở trên cái mạng lưới của Twitter các bạn có thể mua quảng cáo thì tại sao mà công ty Twitter không chấp nhận à, cho khách hàng sử dụng Bitcoin khi mua quảng cáo thì tôi cảm thấy đây cũng là một điều thú vị tại vì trước đây đó ít có ai dám hỏi Jack Dorsey điều này nhưng mà Jack Dorsey cũng đã nói là công ty Twitter đã có cái chiến lược và sẽ cho mua quảng cáo sử dụng Bitcoin đây là câu trả lời của Jack Dorsey và Jack Dorsey nói là trong tương lai Jack Dorsey sẽ chú tâm hơn về việc phát triển Bitcoin cho công ty cũng như là thành lập những cái công ty khác Các bạn thấy được là chúng ta cũng đã biết là Công ty của Jack Dorsey Sẽ bắt đầu có những cái sản phẩm như là cái ví cái ví chữ lạnh uh, của Bitcoin và ví chữ lạnh này đã sẽ là một cái giao thức mở có nghĩa là ai cũng có thể biết được kết cấu như thế nào và mã nguồn như thế nào và Jack Dorsey rất là tin tưởng vào cái sự phi tập trung cũng như là cái uh, sự sử dụng những cái mã nguồn mở để cho cộng đồng cùng nhau tham gia. Đây là điều mà Jack Dorsey nói là một chuyện điều mà ông ta sẽ cống hiến cho thị trường Bitcoin này. Đó là những điều mà sẽ xảy ra trong tương lai. Đây là những điều mà được nói tới bởi Jack Dorsey. Thì uh, câu hỏi là công ty Tesla có giúp Bitcoin để mà tiến tới cái tiêu chỉ là sử dụng thêm nhiều năng lượng xanh hay không thì Elon không từ chối nói là nếu như mà có thể thì công ty Tesla cũng sẽ giúp đỡ cái việc đào Bitcoin sử dụng nhiều năng lượng xanh hơn và nói tới Bitcoin đó thì chuyển qua hỏi Cathy Wood thì hỏi Cathy Wood là bây giờ nhiều công ty đó thì có những cái tiêu chỉ gọi là ESG Nói nghe là những công ty đó họ cần phải có những tiêu chỉ là ngoài chưa kiếm được lợi nhuận cho cổ đông ra họ cần phải bảo về môi trường họ cần phải có trách nhiệm với xã hội và họ cần phải có cái việc là quản trị tốt thì lý do gì một công ty đó cần phải sử dụng Bitcoin thì uh, Cathy Wood nói là đối với bảo vệ môi trường đó thì Bitcoin sẽ là một trong những cái điều quan trọng thúc đẩy ngành năng lượng xanh tại vì đào Bitcoin nó có nhiều lợi nhuận thì đương nhiên các bạn thấy được là những doanh nhân họ sẽ tập trung vào làm sao để sử dụng năng lượng xanh tại vì đó là nguồn năng lượng rẻ hơn để mà đào Bitcoin thì năng lượng càng rẻ thì lợi nhuận càng cao cho nên katyvê tin tưởng là những công ty đó cần phải nên có bitcoin tại vì sẽ phù hợp với lại tiêu chí esg tại vì thứ nhất đó là môi trường đây sẽ là một trong những điều thúc đẩy cái sự chấp nhận và phát triển cái nền năng lượng sạch năng lượng tái tạo thứ nhì nữa liên quan tới xã hội thì đối với katyvê bitcoin mạng lưới sẽ có thể giúp đỡ được cho nhiều người có thể gửi tiền xuyên quốc gia một cách dễ dàng hơn và cái phí thấp hơn các bạn thấy được là những quốc gia như là Salvador hay là những quốc gia ở Trung Mỹ đó thì nhiều người làm việc ở Hoa Kỳ sau đó gửi tiền cho người thân của họ những quốc gia khác thì khi mà họ sử dụng những cái công ty như là Washington Union đó, thì sẽ mắc hơn và chậm hơn, yeah Bitcoin là một giải pháp cho những người mà cần phải gỡ tiền xuyên quốc gia mà cần phải có sự chắc chắn, đảm bảo. Cũng như những người mà không có ngân hàng cũng có thể tiếp cận được một cách dễ dàng tại vì các bạn không cần ngân hàng để có thể nhận được Bitcoin. Các bạn chỉ cần một cái địa chỉ ví trên cái máy điện thoại các bạn mà thôi. Và liên quan tới việc quản trị đó thì Cathy Wood nói là Bitcoin có những cái ưu điểm quản trị như là rõ ràng tất cả đều nằm trên mạng lưới của blockchain. Và Bitcoin đó là một chiến ngành mà có thể có rất nhiều tài năng đang ẩn mình tại vì á, mạng lưới bitcoin thu hút được rất nhiều những người mà lập trình những người mà nâng cấp mạng lưới bỏ về mạng lưới và những người này là những người rất là có tài họ có thể làm những công ty như là google apple facebook để mà có lương cao hơn nhưng mà nhiều người đã lựa chọn để mà hỗ trợ cộng đồng bitcoin phát triển cái mạng lưới này cho nên đây là một mạng lưới mà có rất nhiều người tài được sinh ra còn về charles dossi đó thì chúng ta cũng đã nói là một trong những điều mà ông ta cống hiến cho mạng lưới bitcoin đó chính là làm những phần mềm, làm những cái ví lạnh mà sử dụng công thức mở. Câu hỏi kế tiếp đó là Elon, Cathy và Jack Dorsey thì có hy vọng gì về Bitcoin? Thì uh, nói tới hy vọng đó, Elon Musk hy vọng là Bitcoin Crypto sẽ hỗ trợ cái việc gỡ tiền tiện lợi hơn, chống lừa đảo và sẽ là một trong những công cụ có thể tách rời tiền tệ và chính phủ. Đây sẽ là một trong những cái yếu tố đây sẽ là một trong những công cụ quan trọng để làm được cái điều đó và Elon Musk thì nói một số điều liên quan đến chính phủ là ông ta nghĩ chính phủ là một trong những cái công ty có quyền lực nhưng mà chúng ta cũng không thể tin tưởng hoàn toàn và Bitcoin là một trong những công cụ có thể dùng để mà giảm đi quyền lực của chính phủ và đây là những điều mà Elon Musk thì cũng hơi lạc đề một chút nhưng mà tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn còn về Cathie Wood thì Cathie Wood là nghĩ là hy vọng Bitcoin là một cái sự khởi đầu cho một cái nền tài chính phi tập trung và là một sự đổi mới cho cái công nghệ tiền tệ và sau này sẽ có thể kết nối được với những cái trí tuệ nhân tạo. Đây là một phần rất là quan trọng à, Và và Cathiewood so sánh Bitcoin bây giờ cũng như là Internet năm 1995, năm 1997. Lúc đó thì ai cũng có cái cảm giác là đây là một cái gì đó rất là lớn nhưng mà không ai có thể nhận thức được hay là hiểu rõ được là sự ảnh hưởng của Internet như thế nào. Giống như là 20 năm sau nhìn lại thì các bạn thấy được là rất rõ ràng nhưng mà thời điểm đó Mọi người sẽ không có hiểu được là cái sự ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày khi mà có internet sẽ như thế nào thì bitcoin cũng vậy bây giờ mọi người đều nghĩ là đây là một cái gì đó lớn nhưng mà không thể tưởng tượng được là cái sự ảnh hưởng như thế nào và đối với Cathie Wood sự ảnh hưởng sẽ rất là lớn và sẽ có thể kết nối được với lại những công nghệ trí tuệ nhân tạo những cái nền tài chính phi tập trung và tự động internet cần có một cái loại tiền và loại tiền đó chính là bitcoin đó là cái suy nghĩ của Cathie Wood còn về Jack Dorsey thì Jack Dorsey hy vọng là bitcoin sẽ mang lại sự bình yên cho thế giới Tại vì Bitcoin là một trong những cách mà mọi người có thể biểu tình một cách ôn hòa Thay vì nhiều người không có sự chấp nhận đối với cái việc lạm phát của chính phủ Thì họ có thể là ra đường biểu tình hay là họ có thể mua Bitcoin Đây là một trong những cách biểu tình đơn giản nhất và ôn hòa nhất Đây là những gì được chia sẻ bởi Jack Dorsey khi mà nói về hy vọng Bitcoin là gì Còn về tương lai đó thì Cathy Wood nói là trong tương lai thì Cathy Wood hoàn toàn tin tưởng là Bitcoin là một trong những loại tài sản mà công ty nào cũng cần phải có. Tại vì đó chúng ta cần phải nghĩ đến là Bitcoin không chỉ là một cái tài sản mà có thể mang đến lợi nhuận mà cũng là một trong những cách mà chống lại phần trăm lạm phát. Cathy Wood thì nghĩ đó là trong tương lai chúng ta sẽ có những cái đột phá liên quan đến công nghệ thì có nhiều vật dụng sẽ dẫn đến là giảm giá chứ không phải là lạm phát. Có nghĩa là không những là không tăng giá mà còn giảm giá nữa như chúng ta nhìn vào là công nghệ khi mà sản xuất màn hình hay là sản xuất máy di tính hay là sản xuất tv vân vân những công nghệ đó đó là càng ngày càng tiến bộ thì cái vật đó càng càng rẻ hơn thì đối với những quốc gia phát triển như là hoa kỳ thì đồ vật càng ngày có thể dẫn đến nó càng rẻ hơn thì sẽ dẫn đến tình trạng là giảm phát cho hoa địch lạm phát điều này sẽ dẫn đến là nhiều người sẽ lưu trữ đồng đô la hơn thì khi mà nghe tới đây đây có thể nhiều bạn nói là nếu nhiều người mà không lo ngại lạm phát nữa lưu trữ đô la thì đây không phải là điều tốt đối với crypto nhưng mà ngược lại Wood nghĩ đó chỉ là tình hình của Hoa Kỳ mà thôi những cái quốc gia khác mà không có nền kinh tế vững chắc không có một đồng tiền mạnh như là đô la khi mà tình hình này xảy ra sẽ dẫn đến là lạm phát có nghĩa là giảm phát ở Hoa Kỳ nhưng mà lạm phát ở những nơi khác sẽ tăng cao hơn cho nên Bitcoin sẽ là một trong những cái công cụ chống là lạm phát rất quan trọng cho nhiều người mà không sống ở Hoa Kỳ và nói tới đây đó thì Elon Musk cũng đã chia sẻ là hiện bây giờ đó cái số tiền mà công ty Tesla lưu trữ ở Châu Âu đó thì cái số tiền đó nó mất đi dần dần tại vì sao? Tại vì bây giờ ở Châu Âu đang gặp một cái tình trạng đó chính là lãi suất âm khi mà nhìn vào cái số tiền mà ngân hàng cho lợi nhuận đó so với lại cái số tiền mất đi vì lạm phát có nghĩa là khi mà gửi tiền cho ngân hàng đã không những nó không nhận được lợi nhuận mà còn phải trả tiền để ngân hàng lưu trữ tiền cho mình. Đây là cái tình hình mà công ty Tesla đang phải chấp nhận ở châu Âu cho nên rất là có hứng thú với lại lưu trữ những loại tài sản như là Bitcoin để chống lại tình trạng lãi suất âm. Thì đây là tóm tắt những gì đã xảy ra ngày hôm nay nên tại vì khi mà thần tường thực lại các bạn thấy được là chúng ta đi và nói tới rất nhiều những cái sự kiện khác nhau, những cái đề tài khác nhau tại vì trong cái cuộc nói chuyện này đó họ cũng đi vào nhiều đề tài khác nhau nhưng mà nó tóm lại những gì chúng ta nhận được ngày hôm nay đó thì thứ nhất là Elon Musk cũng cảm thấy rất cố gắng để mà muốn nói với cộng đồng Bitcoin là Elon Musk không phải là một kẻ thù của thị trường này Elon Musk là một người rất là ủng hộ Bitcoin những gì mà Elon Musk nói đó là hoàn toàn là tin tưởng cá nhân của mình tin tưởng là Bitcoin cần phải có năng lượng xanh để tiếp tục phát triển mạnh. Bản thân Elon Musk cũng lưu trữ Bitcoin, lưu trữ Ethereum và lưu trữ Dogecoin. Và bản thân không phải là một người đầu tư nhưng mà chỉ đầu tư vào cổ phiếu Tesla, lưu trữ cổ phiếu của SpaceX. Ngoài điều đó ra thì Bitcoin, Ethereum, Dogecoin cho thấy được là Elon Musk quan tâm đến thị trường này như thế nào, tin tưởng về tương lai của Bitcoin nói chung và tin tưởng là thị trường này đang tiến về cái xu hướng tốt và đi đúng hướng tại vì càng ngày càng nhiều năng lượng xanh được sử dụng và chúng ta có sự phát triển mạnh từ những cái mạng lưới tầng hai như là Lightning network điều mà thú vị đây đó các bạn thấy được là trước khi chúng ta có cái uh, cuộc trò chuyện này đó thì giá cả đã đi trước đó rồi đương nhiên các bạn thấy được có nhiều người chắc cũng đã biết được là ngày hôm nay đó những đề tài nào sẽ được nói tới và phản ứng của elon musk sẽ ra sao cho nên giá cả các bạn thấy là tối ngày hôm qua đó đã pump lên từ mức là khoảng 29.500 và đi thẳng lên tới là 32.000 đô khi mà chúng ta thấy là cái cuộc nói chuyện này à, diễn ra và sau khi mà chúng ta nghe được nhiều thông tin tốt lên thì nhiều bạn hỏi thường là tại sao lại thấy một cái cột màu đỏ vậy thì đương nhiên đây là cái hiện tượng gọi là mua tin đồn bán tin thật hay là buy the rumor sell the news thì đương nhiên giá cả đã đi trước đó tại vì nhiều người đã biết thông tin cho nên đẩy giá lên khi mà thông tin đã được chia sẻ đó thì đương nhiên sẽ có một số người chốt lời dẫn đến chúng ta thấy được là ngay những lúc mà thuận chia sẻ nhiều cái thông tin tốt trên những cái mạng xã hội thì giá cả lại có xu hướng là đi xuống nhưng mà sau đó các bạn thấy được đã có những người mua xuất hiện và bắt đầu tiếp tục giữ giá bây giờ giá vẫn là trên 32.000 đô thì có thể nói được là về cái phương diện giá cả từ tối qua tới bây giờ đó cái sự chờ đợi của nhiều người cũng đã không có ổn cái bài thì được là giá cả cũng đã tốt hơn so với ngày hôm qua rất là nhiều một lần nữa chúng ta lại uh, tiếp tục trên 30.000 đô và đây là những thông tin mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này những bạn nào mà chưa có theo dõi Thùng Capital trên những mạng sau thì có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter hay là các bạn Muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn như là sàn Margin nổi tiếng Bybit hay là sàn EMT và các bạn cũng có thể bấm vào cái link màu vàng trên màn hình để đăng ký group tín hiệu trade miễn phí. Bấm vào để tìm hiểu thêm. Cũng như là những người nào mà sống ở Hoa Kỳ thì có thể tìm hiểu những cái sàn như là Binance US. Đây là một sự lựa chọn cho những người nào mà sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin và những cái dịch vụ khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và một lần nữa, thường cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.